mình sẽ có một cái buổi gây quỹ đi ha, một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cho cái chiếc áo này, một cái bút vàng. Em chưa nghĩ tới cái chuyện gì đó. Sẵn này biết đâu em nói. Okay. Dạ vâng, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ đồng hành cái chặng đường tiếp theo của một cái món quà vô giá như thế này, đó chính là chiếc áo với chữ ký của Maxi và đặc biệt người sở hữu hiện tại là Jack. Vâng ạ, xin được mời câu hỏi tiếp theo đến từ các quý anh chị phóng viên báo chí ạ. Dạ, xin được mời micro chuyển xuống cho anh ạ. Dạ vâng, cho tôi hỏi một câu thôi là trong cái buổi gặp đó thì Maxi đã nói gì với bạn? Hoặc là nhận xét về bạn như thế nào? Cảm ơn. Em cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Thì em chia sẻ thẳng với anh chị luôn là em rất là kém ngoại ngữ. Nhưng mà vì em đã ước mơ rất là nhiều cho nên là mấy tháng trời em học tiếng Tây Ban Nha mọi người. Và khi mà qua bển rồi thì em gặp em run quá, em không hết nói được tiếng Tây Ban Nha, em nói gì em cũng biết nữa. Nhưng em nhớ cái khoảnh khắc đó là em gửi lời chào tên Messi. Hola Messi, estoy muy contento. Tôi rất là vinh dự khi được gặp bạn. Thì anh ấy mới trả lời là estoy muy, có nghĩa là tôi cũng rất là vinh dự được gặp bạn. Rồi sau đó em nói gì em cũng nhớ nữa. Rồi anh cứ ok, thank you vì điều đó. Nói chung là cái quá trình đó nó diễn ra nó rất là không nhanh không chậm, nhưng mà có nhiều khoảnh khắc nữa, nhưng mà em không được phép giữ lại quá nhiều. Em nên đây là những cái tư liệu để cho em cảm thấy kỷ niệm thôi. Đó là lý do tại sao mà em không có muốn nó bị over quá kiểu vậy. Đấy thì đó là những điều mà em nói với anh ấy và anh ấy nói ngược lại như thế. Và xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, tiếp nối ạ. Xin được mời cánh tay của các quý anh chị. Dạ, có thêm câu hỏi nào dành cho chat không ạ? Cùng với ekip của mình. Thật ra thì Minh Sùng tin là sẽ có rất là nhiều những cái tâm sự của các anh chị. Và trong cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì chắc cũng như là về phía đạo diễn cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện riêng cá nhân của mình để chia sẻ với mọi người. Và chúng ta sẽ còn những cái câu hỏi tiếp theo nữa. Và mời các quý anh chị chúng ta sẽ cứ mạnh dạn giơ tay chia sẻ. Dạ không sao. Dạ, thôi thì để em hỏi tiếp. Thế thì cho phép Minh Sùng được thay mặt cho các anh chị hỏi thêm một cái câu nữa đi. Dành cho cái dự án lần này của em, cho cái sản phẩm lần này, nó có phải là một trong số những cái sự mở màn khởi động cho một cái dự án lớn gì của em hay không ở trong năm nay, hay là nó chỉ là một cái thước phim, một cái câu chuyện mà em muốn ghi lại cũng như là truyền cảm hứng dành cho tất cả những người đam mê bóng đá và đặc biệt là mê thể thao giống như em? Thật sự là ngay từ đầu là mục đích của em là chỉ là lưu giữ lại khoảnh khắc trong một cái thước phim gì đó thật là đặc biệt và ý nghĩa, truyền cảm hứng đến tất cả mọi người thôi. Còn dự án của em thì nó ra tới 5-6 bài em bung lần, mà bây giờ em còn làm nhạc đầu xuôi tóc rối hết trơn kiểu vậy. Đây là một trong những cái mà rất là bất ngờ với em, cho nên là em chen ngăn vào đó để em đưa vào một cái khoảnh khắc giống như là nạp thêm năng lượng cho mình đã bắt đầu mình chạy tiếp đây. Bắt đầu mình sẽ làm những cái điều thú vị tiếp đây để gửi tặng tất cả mọi người đây kiểu vậy. Thì chia sẻ một lần nữa là đối với em đây là một cái khoảnh khắc nó quá tuyệt vời rồi, nó không có gì để bàn tới bàn lưu bàn nhiều quá, nó cũng như thế, em sẽ trả lời như thế thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa cuối cùng của em vẫn là một cái gì đó muốn truyền tải đến mọi người là cái gì khó nhất nó cũng sẽ thực hiện được, đừng có từ bỏ là mình sẽ thành công thôi. Đó là một trong những cái điều mà em muốn nói chốt gọn hết tất cả mọi thứ cho cái sản phẩm này, cho một cái thư điệu nhạc này của em. Dạ vâng, cảm ơn Jack và Minh Sùng tin là với cái sự bật mí như thế thôi thì là anh ấy đã trong quá trình sản xuất một cái sản phẩm lớn được rồi, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tiếp theo, không biết là trong năm nay hoặc là năm sau chúng ta sẽ là những người khán giả để chào đón và cũng như là chúc mừng những cái sản phẩm lớn của Jack như thế nào nữa. Và ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn tất cả các quý anh chị, tất cả những người đã quan tâm tới cái câu chuyện của Jack và đặc biệt là cái món quà rất là ý nghĩa của Jack trong năm nay để đến tham dự buổi giới thiệu cái món quà này trong cái thước phim kỷ niệm vô cùng tuyệt vời như thế. Và không biết là trước khi mà chúng ta khép lại cái buổi gặp gỡ này thì Jack có muốn chia sẻ điều gì đến với tất cả mọi người nữa hay không? Thì chúng ta đến với một cái phần mà chắc là mọi người đang rất là trông đợi là sẽ đến với một cái món quà nữa mà Jack cùng với ekip dành tặng cho mọi người, đó chính là phần rút thăm may mắn ở phần sau. Cái điều đó thì nó
nhỏ hơn. Còn cái điều lớn em sẽ trình bày luôn. Thật ra là nãy giờ là em nhìn mọi người em muốn nói lắm rồi, mà em cũng còn run quá, em hồi hộp quá, kiểu em không biết là chết rồi chuẩn bị hỏi cái gì mình đây, ta ơi ai đây các thứ, ví dụ vậy. Em cũng còn rất hồi hộp, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ tự nhiên em cảm giác em xem mọi người như gia đình vậy, cái không gian nó ấm cúng ấy, nó không phải là kiểu như là nó cái gì đó nó căng thẳng hay bất cứ cái gì, mà tự nhiên mình cảm giác là rất vui, rất là thương mọi người luôn, kiểu như trân quý mọi người rất là nhiều. Thì em hy vọng là sau này, từ nay về sau, bất cứ cái gì em mà có cơ hội, em mà có được một cái mọi thứ đều tốt đẹp hay tất cả mọi thứ, thì lúc nào em cũng sẽ gửi gắm đến tất cả mọi người một cái tình yêu thương như bây giờ, một sự trân trọng mọi người như lúc này và mãi mãi về sau không bao giờ thay đổi. Một lần nữa là em đứng dậy cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin được cảm ơn Jack và chúc mừng cho em với một cái kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ ngày hôm nay với tên gọi là Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Xin được cảm ơn đạo diễn Khương Vũ rất là nhiều đã đồng hành cùng với những cái thước phim vô cùng tuyệt vời như thế này. Chắc là mời bạn trở về vị trí phía dưới ha. Và chắc là bây giờ ở giây phút này thì bây giờ mình vui hơn đi. Chắc là giờ em sẽ lan tỏa thêm những cái món quà cuối cùng cho mọi người bằng việc bóc thăm may mắn được không? Dạ rồi, ok. Dạ đồng ý. Xin mời chị Thục Phiếu lên trên sân khấu ạ. Ok. Và xin được thông báo với tất cả mọi người là tối ngày hôm nay là 20 giờ ở trên kênh YouTube chính thức Official của là phải nói là vì cái giá trị nghệ thuật của em chưa bao giờ mà em cảm giác thấy là nó được đại khái là nó phóng đại to được như thế. Tại vì kiểu như là nếu mình là một người bình thường mình sẽ rất khó móc nối với những cái điều phi thường. Mình không nói đây là mình làm nghệ thuật hay là làm nghệ sĩ, nhưng mà mình sẽ có cảm giác thấy là mình muốn truyền tải cho anh ấy, ekip anh ấy một cái việc gì đó, không chỉ mang đến là mình gặp để mình chụp hình, chụp ảnh hay xin chữ ký hay cái gì cả, mà mình làm sao mình truyền tải để cho anh ấy hiểu được vấn đề muốn gặp đây là cái gì. Ví dụ vậy, thì đó là bắt đầu từ mỗi cơ duyên từ một người anh và sống ở nước ngoài. Ở Paris thì anh ấy móc nói qua Việt Nam, và Việt Nam là có một người anh nữa, người anh ấy cũng móc nói để mà làm sao mà tạo điều kiện thích hợp nhất có thể và làm sao mà nó nhẹ nhàng nhất có thể để mình có điều kiện để đi làm cái chuyện ấy. Thì em theo đuổi rất là lâu, thì tình cờ em nói chung là em cũng không kỳ vọng quá nhiều, bản thân em còn không tin từ cái giấc mơ của mình, thì đâu may mắn tự nhiên cái trong năm nay cái có một cuộc điện thoại, anh ấy bảo là anh có cái này rất là hay dành cho em, xin lỗi, dành cho mày, mày check mail đi, mày thấy thế rồi. Thì từ đó mà em thực hiện cái giấc mơ của mình, để chia sẻ cụ thể nào đó thì mình sẽ có một phỏng vấn riêng hay gì, ví dụ để mình chia sẻ về cái tư liệu đó kiểu rồi. Còn câu hỏi thứ hai của chị thì thật ra là cái hôm mà em gặp anh ấy thì người đại khái là cái người môi giới của anh ấy muốn nhắc nhở là kiểu là mình, nếu mình có thể sử dụng bất cứ cái gì, mình không nên nhắc vào vấn đề về quốc gia và chính trị, thì còn lại là mình đừng có kinh doanh hình ảnh anh ấy các thứ đó. Đó lý do tại sao mà MV này em đâu có grant tài trợ hay bất cứ cái gì đâu, và cũng không có kêu gọi ai làm gì, chỉ có bữa báo ngày hôm nay là rất cảm ơn các anh chị hỗ trợ em ngày hôm nay thôi, còn lại là MV em cũng không bật kiếm tiền luôn. Cái đó là em xin phép trước hết rồi. Và nói chung là vấn đề thương mại rất nhạy cảm. Em chỉ đang muốn nói đây là em chinh phục giấc mơ mình bằng những cái gì mà giá trị với con người mình là từ bé cho đến được như thế này và như thế này, và làm sao mình truyền tải cái năng lượng đó nhẹ nhàng nhất có thể thôi. Đó là giống như là em muốn nói là thực hiện được cái MV này, một bài hát này hay một thước phim này, nó cũng giống nhau thôi. Nó mang giá trị về ước mơ của em, đó là một truyền cảm hứng đến nhiều người nhất có thể. Đó là mục đích chính của em để em làm cái chuyện này. Cảm ơn Jack, cảm ơn chia sẻ của em. Xin được một câu hỏi tiếp theo của các quý chị. Dạ xin mời.